Kinh văn. Ông tuy ghi nhớ nhiều lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của các đức Như Lai trong 10 phương như số cát sông Hằng, cũng chỉ càng thêm hí luật. Giảng giải. Ông tuy ghi nhớ, ông tuy có thể ghi nhớ rất rõ và không bao giờ quên mất điều gì. Diệu lý thanh tịnh nhiệm màu trong 12 bộ kinh của các đức Như Lai trong 10 phương như số cát sông Hằng. Tôi đã giải thích về 12 bộ kinh ngay từ đầu hội kinh này. Không biết có ai còn nhớ không? Trong nhân duyên, bộ kinh chứa trọn giáo lý vi diệu thanh tịnh của các đức Phật Như Lai trong khắp 10 phương nhiều như các sông Hằng. Nhưng đó cũng chỉ càng thêm hí luận. Dù ông có nhớ rất nhiều bộ kinh cũng chẳng giúp ông gì thêm ngoài sự tăng thêm hí luận. Việc ấy không thiết thực. Kinh văn. Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên dứt khoát rõ ràng, nhưng ông không thoát khỏi nạn ma đăng già. Giảng giải. Tôi sẽ kể lại 12 bộ kinh cho quý vị. 1. Trường Hàng. 2. Trùng Tùng. 3. Thọ Ký. 4. Cô Khởi. 5. Từ Thuyết. 6. Nhân duyên. 7. Thí dụ. 8. Bổn sự. 9. Bổn sinh. 10. Phương Quảng. 11. Vị Tằng Hữu. 12. Luận Nghị. Khi tôi liệt kê như vậy, tôi không căn cứ hoặc tra cứu đến một cuốn luận nào cả. Tôi chỉ ghi nhớ. Tương tự như vậy, trong quý vị đây, ai đến nghe giảng kinh nên nhớ kỹ những gì mình học được. Khi nghe, nên nhắm vào điểm nào để ghi nhớ. Thật là phiền toái khi mình không nhớ rõ được những gì mình đã học. Thế nên quý vị phải xem lại kỹ những gì mình sẽ giải thích. Quý vị nên ghi nhớ phần chính yếu của bộ kinh. Ông tuy luận bàn nghĩa nhân duyên tự nhiên dứt khoát rõ ràng, ông có thể nhớ những điểm chính yếu rất rõ ràng và giải thích chúng rất mạch lạc. Người đời gọi ông là bậc nhất đa văn. Với tài đa văn quân tập từ nhiều kiếp đó, ông đã phát huy trí thông minh và sức ghi nhớ giỏi của ông. Ồ, bây giờ tôi mới biết. Tôi biết tại sao trong quý vị không có ai nhớ được những điều tôi đã giảng. Tôi thì nhận ra ngay mỗi khi đọc từng đoạn văn trong kinh. Trước đây chuyện ấy không hề xảy ra. Quý vị thấy rằng A Nan nhớ rất nhiều bộ kinh, nhưng điều ấy không làm cho A Nan tốt hơn. Thế nên quý vị quyết định không thèm ghi nhớ một câu kinh nào cả. Quý vị không muốn như A Nan, người nhờ vào đa văn mà bỏ qua việc tu tập định lực. Vấn đề là ở đó, phải không? A Nan trở nên mê muội vì việc học và nghiên cứu như hương trầm tràn ngập không khí trong phòng này. Thực vậy, trong quý vị có ai thường đến nghe kinh hàng ngày thì mới mong ghi nhớ được những điều mình nghe. Nhưng hãy nghĩ đến sự giúp ích như thế nào trong việc giải trừ các tạp khí sai lầm của quý vị. Ít nhất là khi đang nghe kinh, quý vị không hút thuốc và không làm việc gì có hại cho thân tâm. Mỗi ngày càng nghe kinh càng trở nên tốt hơn. Có người nói rằng khi nghe kinh họ được tiến bộ chút ít và cũng thụt lùi chút ít. Nhưng phân tích rốt ráo, thụt lùi do nghe kinh vẫn tốt hơn khi không nghe gì cả. Nếu quý vị không tiến được bước nào cả, làm sao tôi có thể nói về sự tụt hậu? Nhưng ông không thoát khỏi nạn ma đăng già. Dù ông nhớ rất giỏi, nhưng ông vẫn không thể nào tránh khỏi những rắc rối từ ma đăng già. Nói cách khác, khi ông gặp phụ nữ, ông dao động. Hãy nói cho Như Lai biết, ông dùng những cái biết ấy vào việc gì? Dù ông có đọc bao nhiêu bộ kinh, dù ông có nhớ được bao nhiêu Phật pháp, những điều ấy có ích gì nếu khi ông gặp phụ nữ là ông liền quên hết? Tại sao ông như vậy? Đức Phật hỏi A Nan. Chắc chắn lúc ấy A Nan phải đỏ mặt. Mặc dù ngài được công nhận là chứng được sơ quả A La Hán, nhưng chắc hẳn là ngài phải bối rối khi Đức Phật hỏi như vậy. Ha ha ha, 问什么的说。